Các bạn bán hàng hay buồn, hay suy nghĩ tiêu cực, nghĩ rằng bản thân mình không làm được một cái gì cả, không một xu dính túi. Cứ tối đến lại buồn, đêm đến lại suy nghĩ, thì các bạn hãy xem video này của mình. Biết đâu video này sẽ giúp ích được các bạn. Cuộc đời này nó trớ trêu lắm các bạn ạ. Có những việc tưởng chừng như các bạn không bao giờ có thể làm được, nhưng mà khi các bạn cố gắng hết sức, các bạn bắt tay vào làm thì các bạn mới biết là mình phải. Ngay từ đầu đáng lẽ các bạn không nên làm. Các bạn cứ đi đi, đừng dừng lại, hãy cứ đi đi. Đi đến đâu thì mình không biết. Các bạn cứ cố gắng từ bây giờ, biết đâu 30, 40 năm sau các bạn vẫn nghèo thì sao? Cuộc sống mà, không được cái này thì mất cái kia. Luôn có lợi bù trừ, quan trọng là các bạn phải có niềm tin vào chính bản thân mình. Các bạn phải hành động thì các bạn mới biết là các bạn vô dụng tới mức nào. Không phải là các bạn không làm được, mà là các bạn làm không nổi. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển. Lấp biển làm gì nhỉ? Việc gì khó để người khác làm chứ, việc của mình là bán rác mà. Chị miền Bắc và miền Nam dạy em học kiểu miền Nam. Chị ơi, chị em bài này với hả? Ôi, em trai của chị, lại đây chị cho nha. Em cảm ơn chị. Tìm A, A ở đây nè. Tìm B, B ở đây nè. A ở đây thì khoanh lại. B ở đây thì cũng khoanh lại. Chứ em. À, tao thấy đôi dép của mày nó cũng mòn hết rồi á. Thôi thì tao cho mày đôi dép mới nè. Dép chữ C, cao 4cm để mút êm chân. Để mày mang đi học nha. Miền Bắc. Chị ơi, chị em bài này rất khó quá. Mày học mã gen của ai mà ngu thế hả em? Có cái bài tập đơn giản mà cũng không giải được. Thì chỉ em với ạ, không cô giáo bắt em quỳ trước trường đầu tuần mất. Mày ngu thế thì quỳ trước trường là đúng rồi. Cút, để tao còn tán ra. Mà mày có tiền không? Cho tao mượn 85 ngàn thôi. Xếp tao đứt hết cả rồi đây này. Em chào chị, giới thiệu cho chị đây là Màu Dép. Chị không xấu tính nhưng mà chị muốn góp ý với em như thế này. Chị không dây dưa tiếp xúc với những con người nói quá nhanh, nói không rõ chữ, nói rộng ra, che chẻ, nói quá nhỏ hoặc là quá to. Vì giọng nói phản ánh được môi trường và con người họ sinh sống làm việc. Tính khi hè nên là không đủ năng lượng tiếp xúc với những con người như vậy. Nên chị xin phép không hại em nhé. Hả? Đáng rồi, âm bừng tè đẹo. Thằng chó đẻ. Mày chỉ là hớt hớt tóc thôi. Mày là ai? Con là nhỏ bán dép, không phải hớt tóc. Nghe tay trái thôi. Tại vì không phải tiền của tao có trong đó, có là mày chết mẹ mày rồi. Chứ đừng có nói mà mày hỏi tao câu đó, tao giọng thẳng mặt mày luôn. Mẹ người ta hiền quá.